Alo, xin giới thiệu với bạn bè anh em trên Face cũng như trên YouTube. Hôm nay là nhà nghỉ 89 và có một số khách ở xa du lịch về Phan Thiết để đi ngắm biển. Thì có ghé lại nhà nghỉ 89 là ngủ nghỉ, thì qua đây là khách sẽ có những cái ý kiến sau khi qua một giấc ngủ ngon. Thì các bạn sẽ nghe em nói về nhà nghỉ 89. Hello tất cả mọi người, thì hôm nay thì mình rất là may mắn thì được đi chọn tại nhà nghỉ 89 của chú đây. Thì nói chung là phòng ốc thì rất là sạch sẽ và rất là hiện đại, và mình review nhà nghỉ này cũng nhà 5 sao, tại vì ngủ nghỉ tiện nghi, tất cả mọi thứ đều là tiện nghi và đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của mình trong đêm. Vậy là rất cảm ơn các cháu khi đã ghé qua nhà nghỉ của 89, có những cái ấn tượng và suy nghĩ qua cái dòng suy nghĩ của mình. Như vậy thì là đại diện cho nhà nghỉ 89 rất cảm ơn các cháu. Khi nào là có ghé về Phan Thiết là ghé thăm nhà nghỉ 89 và cũng giới thiệu một số bạn bè và anh em trong gia đình Tất về nhiên nhà rồi nghỉ. ạ. Nếu có cơ hội được con ra đây thế nào sẽ ủng hộ chú. Như vậy là quê là ở đâu thì Tôi con thì vừa đi khỏi Đức Linh hay Đức Linh là người Đức Tài. Đức Tài đi đi chứ. Như vậy là nếu mà thăm đi chơi rồi thì được cho chú gửi lời thăm gia đình trên Đức Linh với sức khỏe vui hạnh phúc cho cái năm mới, và chúc hôm nay là các con lên đường đi chơi thì nói chung là đi chơi vui vẻ và rất là cố gắng để tìm những cái sinh khí thiên nhiên của cái vùng đất Mũi Né Phan Thiết. Xin cảm ơn cảm con nhiều ơn nhé. chú Rồi, cảm ơn. Rồi, bye bye. Chú xin chào các con. Trước khi về là chú cũng muốn các con có đôi lời về cái nhà nghỉ của chú. Nhà nghỉ của chú chất lượng tốt, phòng giá hợp lý. Còn con suy nghĩ sao nhỉ? Lần sau có tới Bình Thuận con sẽ quay lại nhà nghỉ này, nhà nghỉ rất ok. Thì cảm ơn các con nha. Rồi chúc các con lên đường đi chơi cùng với bạn bè cho nó cho vui đó. Đó đó, cho nên là khi nào là đi ngang qua nhà nghỉ 89 thì các con cũng nên ghé lại và giới thiệu cho các bạn bè chứ. Chúc các con lên đường vui vẻ bình an nha. Cảm ơn nha. Rồi rồi, bye bye. Rồi ba nha. Rồi ba. Rồi. Mang vì nông núi biển, sao xuyến lòng sông hôn cát đồi dương. Về Phan Thiết mắt nó màu vô thì sông cả ti xanh ngát níu chân mây. Lâu ông hoàng buồn tênh cùng dốc đá. Chút hương sắc mùa xuân xin giữ mãi chút ngâm vàng phố biên trong ta hò mùa xuân, xin giữ mãi chút ngâm vàng phố biên mùa xuân hò
thực hoa phố ngập nắng vàng gió nổ mát mang vì nồng mũi biển sao xuyên lòng sớm hôm cát đồi dương về Phan Thiết mắt nó màu phố thì dòng cả ti xanh ngát níu chân mây lâu ông hoàng buồn tênh chúa thương sắc mùa xuân.